Sống ở đời, khôn ngoan tuyệt đối cấm khoe ra bảy thứ này, kẻo hối hận cả đời. Xin chào quý vị khán giả đang theo dõi trên kênh Ngẫm Chuyện Đời. Quý vị thân mến, khoe là một thói quen của nhiều người trong cuộc sống theo lẽ thông thường. Khoe những thứ mình có, mình làm ra được, những việc mình làm được. Sau bao nỗ lực, cố gắng thì tại sao không nên khoe với người khác? Đó là việc làm bình thường, chẳng có gì phải xấu hổ cả. Khoe là quyền chính đáng của mỗi người mà thôi. Đàn ông thì khoe tiền tài, công việc, địa vị, các mối quan hệ, khả năng tình dục. Phụ nữ thì khoe sắc đẹp, váy áo, người yêu, chồng con. Tuy nhiên, có phải khoe lúc nào cũng là một việc làm đúng? Khi chúng ta khoe những việc chúng ta không làm ra, khoe những thứ không phải của mình, thì đó lại là điều không đúng đắn. Do vậy ở đời hãy nhớ, bảy điều tuyệt đối không nên khoe. Cụ thể, đó là điều gì? Thì xin mời quý vị cùng theo dõi trong video ngay sau đây. Thứ nhất, không khoe tài năng. Lão Tử nói, người không tự cho mình là đúng thì trí óc mới có thể sáng suốt. Người không khoe khoang công trạng của họ mới có thể được khẳng định. Người không kiêu ngạo thì sự nghiệp mới có thể phát triển. Cũng có câu, thùng rỗng kêu to, thùng càng đặc kêu càng nhỏ, thậm chí còn không phát ra tiếng. Bậc anh tài chín chắn thì bề ngoài lại càng khiêm tốn. Càng khiêm tốn bao nhiêu, nội lực bên trong càng sâu dày bấy nhiêu. Thích thể hiện khoe khoang, phô trương thanh thế, chẳng khác chi đang cầu xin sự tôn trọng, ngưỡng mộ của người khác. Nếu bạn có tài năng hay năng lực thực sự, bạn không nhất thiết phải tự mình nói ra. Qua quá trình học tập, làm việc cùng nhau, mọi người có thể đánh giá và ghi nhận năng lực ấy của bạn. Tài năng được ban tặng cho bạn là để bạn tiếp tục cố gắng cống hiến cho cuộc đời, chứ không phải để bạn mang đi khoe khoang với người khác. Thứ hai, khi khoe khoang sự giàu có đang được hưởng. Hãy cẩn thận vì bạn đã đặt người đối diện vào một tình huống không thể lường trước. Sự giàu có ấy do bố mẹ chồng hay vợ bạn làm nên sẽ không giống với của cải do chính bản thân tạo ra. Thực lực của bạn sẽ được chứng minh trong suốt quá trình sống và làm việc. Do đó mà không nên khoe khoang và đừng bao giờ khoe khoang về tiền tài, vật chất và sự giàu có của mình trước mặt người khác. Đặc biệt là với những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Bởi như vậy là bạn đang tự hạ thấp giá trị chính mình, tự cho người đối diện thấy mình là ai, và chính bạn đang vô tâm làm tổn thương người khác. Khi bạn khoe khoang sự giàu có, rất có thể bạn sẽ tự đặt mình vào sự nguy hiểm khôn lường. Chẳng biết tâm địa của những người đang theo dõi sự khoe khoang của bạn ra sao. Người càng giàu có, họ càng không thích thể hiện. Họ rất tôn trọng những người dùng sự nỗ lực để mà thay đổi cuộc sống của bản thân, bởi họ hiểu được rằng tất cả những gì họ đang có, kỳ thực là lấy từ người khác. Thứ ba, không khoe khoang tầm hiểu biết quan hệ xã hội. Thế giới này bao la rộng lớn, tri thức nhân loại là vô cùng. Nhưng với điều kiện và phương tiện để cập nhật thông tin và giao thông đi lại ngày càng thuận tiện và dễ dàng như ngày nay, thì thế giới trở nên nhỏ hơn và phẳng hơn. Việc cập nhật thông tin và giao lưu không còn là vấn đề lớn. Còn hiểu biết của bạn dù sao cũng chỉ là một góc nhỏ. Bạn không thể kiểm soát hết được mọi vấn đề trong xã hội, luôn biến đổi từng ngày, từng giờ, từng phút. Nếu bạn cho rằng những gì mà bạn đang khoe khoang là mới nhất và là xu hướng mới thì chưa chắc. Đó có thể là điều mà người ta biết từ rất lâu rồi. Đôi khi bạn đang huyên thuyên về một đề tài nào đó
mà bạn cho rằng nó rất mới và rất lạ, chưa được nhiều người biết tới. Nhưng thực ra, người đang nghe bạn khoe khoang đã biết rõ những gì mà bạn đang thuyết từ trước đó lâu rồi, và họ chỉ im lặng là cách lịch sự với bạn mà thôi. Cũng như việc bạn tự hào rằng mình và gia đình mình quen biết một số người nổi tiếng nào đó, hay một người có địa vị, có sức ảnh hưởng trong xã hội, để chứng tỏ mình là một người có đẳng cấp trong các mối quan hệ xã hội. Điều này thật sự không cần thiết đối với người chín chắn trong suy nghĩ. Bạn sẽ chẳng được thơm lây với danh vọng, địa vị của người khác đâu. Có khi lại chuốc lấy sự hiểu lầm không đáng có mà thôi. Nực cười hơn khi có nhiều người phó thường dân như bao người khác mà khoe có mối tham giao với nhiều quan chức cao cấp ở cấp tỉnh, cấp quốc gia để chứng tỏ đẳng cấp của mình. Trong khi đó, sự thật không phải vậy. Dù có mối quan hệ như thế nào với những người có đẳng cấp đó, thì mọi người vẫn sẽ nhìn vào năng lực thực sự của bạn mà thôi. Thứ tư, không khoe sức khỏe, sắc đẹp. Ai cũng mong mình được khỏe mạnh và xinh đẹp khi ngắm nhìn một người khỏe đẹp hơn mình. Trong lòng người khác sẽ nảy sinh hai luồng tư tưởng, đó là lòng ích kỷ và sự tự ti, mặc cảm. Ích kỷ ở đây là thèm khát được như bạn, muốn chiếm lĩnh sắc đẹp và ghen tị với bạn. Tự ti, mặc cảm là vì họ thua kém về ngoại hình. Vì vậy, nếu lên tiếng khoe khoang về sức khỏe, hình thức sắc đẹp là bạn đã vô tình, đã đẩy cái ích kỷ và sự tự ti ấy của họ lên mức độ cao hơn. Như vậy, cái được cho bạn chưa biết là như thế nào, nhưng cái mất cho người đối diện và cho chính bạn là rất lớn. Đôi khi người ta sẽ phản ứng hay tạo thái độ tiêu cực với sự khoe khoang của bạn. Thực tế là những thứ mà bạn tự hào và khoe khoang này đều tàn phai theo năm tháng. Cái còn lại quý giá nhất chính là bản chất và tâm hồn người khác sẽ chú ý về cách bạn sống, cách bạn hành động hơn là ngắm nhìn cái sắc đẹp bên ngoài, bởi sức khỏe và sắc đẹp chỉ tạo chút ảnh hưởng tốt với những người xung quanh. Trong khi đó, bản chất tốt đẹp hay ngược lại của bạn mới là điều đọng lại trong lòng mọi người lâu dài. Thứ năm, không khoe kế hoạch tương lai của bản thân. Ai trong số chúng ta cũng đều nên sống và làm việc bằng cách định sẵn những kế hoạch cho tương lai. Điều này sẽ giúp cho bạn có thể có những hướng đi thích hợp, hoàn thành được dự định và những kế hoạch mà bạn đã sắp xếp. Tuy nhiên, bạn không nên khoe khoang những dự định hay kế hoạch của bản thân với những người xung quanh, vì bạn không thể chắc chắn rằng bạn có thể thực hiện được những điều đó hay không. Đôi khi, những điều bạn nói ra bạn sẽ chóng quên, nhưng người nghe lại nhớ mãi. Khi bạn khoe những kế hoạch của mình, người nghe sẽ nhớ và họ sẽ đặt ra câu hỏi rằng tại sao bạn không thực hiện điều đó, trong khi bạn đã chắc chắn từ lúc bắt đầu rồi. Thứ sáu, không khoe bạn bè. Đây là kiểu khoe hộ cho người khác. Đến bất cứ nơi nào đó, ta cũng dễ bắt gặp những người có tính này. Họ làm chuyện đó vì nghĩ rằng tôi quen biết nhiều, tôi đẳng cấp vì tôi là bạn của những người đó. Những câu chuyện đại loại như con trai và con dâu của tôi giờ đã có 3 bằng thạc sĩ. Thằng X bạn tao giờ giàu có và thành đạt lắm. Bà Y vừa tậu con xe 5 tỷ, nhà bà ấy giàu lắm, con thì làm ở tập đoàn lớn. Những kiểu khoe này chẳng những không nâng tầm hoặc đem tới cho bạn một chút giá trị nào, mà ngược lại còn hạ thấp chính mình. Bởi vì ít nhiều thì những người xung quanh bạn sẽ có một sự so sánh ngầm, người ta thì như thế mà bạn tôi lại thế này sao? Thứ bảy, không khoe những điều không tốt cho người khác. Chúng ta không nên nói những điều không tốt về người khác, đặc biệt là nói không tốt về người khác với mục đích nâng cao giá trị của bản thân mình lên người khác.
tốt xấu ra sao sẽ được mọi người đánh giá và nhìn nhận. Chúng ta nên cố gắng cho công việc của bản thân, chứ không cần tới chúng ta phải đánh giá. Sống ở đời không phải việc gì cũng cứ khoe khoang là có ích. Đôi khi khiêm tốn một chút, chúng ta sẽ được yêu quý và tôn trọng. Người không khoe khoang hiểu rõ giá trị con người của mình được thể hiện ở năng lực thực sự, nhân cách, thái độ sống, nhận thức và giá trị đóng góp cho mọi người, cho cuộc đời mà không cần gắn liền với tài sản, danh vọng, địa vị của bản thân, lại càng không liên quan tới tài sản, danh vọng, địa vị của người khác. Cách tốt nhất để sống tự tin, khiêm tốn đó là hãy luôn phấn đấu để ngày càng hoàn thiện mình hơn. Người khiêm tốn chính là người dễ dàng đạt được thành công nhất trong cuộc sống. Vậy sống khiêm tốn là sống như thế nào và sống sao được gọi là khiêm tốn? Hãy cùng theo dõi phần tiếp theo của video ngay sau đây. Một khúc nhạc đồng quê có câu như sau: thật khó để khiêm tốn khi bạn hoàn hảo về mọi mặt. Dĩ nhiên, không mấy người cho rằng họ hoàn hảo tất cả mọi mặt, nhưng để sống khiêm tốn cũng không dễ. Đặc biệt, nếu như bạn sống trong một xã hội mà đề cao cạnh tranh và cái tôi cá nhân, khiêm tốn là tính nhã nhặn, biết sống một cách nhún nhường, luôn luôn hướng thượng, tự khép mình vào những khuôn thước của cuộc đời, bao giờ cũng nuôi cao óc học hỏi, hoài bão trọng đại của cá nhân là tiến mãi không ngừng. Chủ đích là không khoe khoang, không tự đề cao cá nhân mình với người khác. Những người vốn có tính khiêm tốn thường hay tự cho mình là kém, còn phải tiến thêm nữa và cần phải trau dồi, học hỏi nhiều hơn nữa. Người có sẵn tính khiêm tốn không bao giờ chịu chấp nhận sự thành công của cá nhân mình. Trong hoàn cảnh hiện tại, lúc nào cũng cho sự thành công của mình là tầm thường, không đáng kể, luôn luôn tìm đủ mọi phương diện để học hỏi thêm lên, thừa nhận những thiếu sót của bản thân. Cho dù bạn tài năng tới đâu, thì sẽ luôn có người giỏi hơn bạn ở một khía cạnh nào đó. Nhìn vào những người giỏi hơn và xem xét tiềm năng phát triển của bản thân, không có ai là giỏi nhất, bất kỳ xét ở mặt nào. Thừa nhận những hạn chế của mình không có nghĩa là từ bỏ ước mơ, và cũng không có nghĩa là ngừng học hỏi điều mới hoặc cải thiện những năng lực hiện có. Bạn chỉ đơn giản là thừa nhận rằng phàm là con người thì không ai hoàn hảo và không ai có thể tự mình giải quyết được tất cả mọi việc. Biết ơn những gì bạn có được trong cuộc sống này. Không ai đủ may mắn và hoàn hảo tới độ cả đời chỉ gặp thành công, chứ không bao giờ phải đối mặt với thất bại. Việc mà chúng ta cần phải làm không phải là sống chung với thất bại, hay lấy thất bại làm cái cớ để bạn ỷ lại. Bạn nên lấy thất bại để làm bài học và cố gắng hơn nữa trong cuộc sống. Người khác sẽ chẳng quan tâm vì những lời than vãn hay là sự khoe khoang của bạn. Người ta sẽ chỉ nhìn vào cách bạn làm việc, sự cố gắng và cả những hành động của bạn làm mà thôi. Khiêm tốn cho thấy khả năng tự chủ kiểm soát bản thân, chiến thắng cái tôi trong mỗi con người. Người khiêm tốn, họ biết tự nhìn nhận bản thân, ý thức được. Đã là con người, thì nhân vô thập toàn, tức là không ai hoàn hảo, mười phân vẹn mười. Họ không ảo tưởng sức mạnh của bản thân, không bị cuốn theo những hào nhoáng, tham vọng cá nhân hay xu hướng đám đông. Sống ở đời, đừng quá khoe khoang. Khi bạn khoe khoang giá trị của bản thân bạn, không những không được nâng lên mà còn bị giảm đi. Do đó, sống khiêm nhường, tử tốn sẽ làm cho bạn cảm thấy thoải mái hơn. Bạn sẽ học được nhiều điều hay và ý nghĩa hơn trong cuộc sống. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh Ngẫm Chuyện Đời của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.